Xin chào mọi người ha. Thì cái câu hỏi tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là câu hỏi về đăng ký cái tài khoản VSSID ha. Thì có bạn hỏi thăm là sau khi đăng ký thành công rồi thì nhận được cái mail hoặc là một cái thông báo của cái VSSID á là như thế này ha. Đây. Thì bạn hỏi là sao anh nhận cái mail mà chưa thấy mật khẩu? Thì không phải có mật khẩu ngay đâu các bạn, thường á, là mình phải đợi bảo hiểm xã hội họ duyệt ha. Nếu mà mình duyệt nhanh hay không thì do cái hồ sơ của mình á, do cái thông tin của mình nó có trong hệ thống mà nó khớp hay chưa. Nếu thường thường những thông tin khớp thì rất là nhanh, có thể là vài phút hoặc là vài tiếng là cũng có thể nhận được mật khẩu rồi. Hoặc như trường hợp mình hồi xưa là mình cũng phải mất cả ngày. Sau này đăng ký cho chị mình thì cũng khoảng có mấy phút thôi, 2 phút thôi. Cho nên cũng tùy trường hợp lắm. Quan trọng nhất là cái hồ sơ thông tin của bạn nó như thế nào thôi. Nhưng mà không phải đợi duyệt. Còn cái chuyện mà nếu như mình đợi khoảng 1 đến 3 ngày thôi, nếu mà chưa có nhận được một mật khẩu ấy, thì mình nên cầm cái chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân mình nhé, với cái mail tờ khai như thế này nè, mình ra cái cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất để mình xác minh. Thì sau khi xác minh xong thì mình sẽ nhận được mật khẩu liền thôi, chứ không có lo. Thì các bạn có thể tham khảo cái giải đáp như này ha. Đó, thì xin chào các bạn ơi, hẹn gặp lại các bạn ở một clip khác ha.